Xin chào các bạn, tôi là Đặng Trần Hoàng đến từ trung tâm xét nghiệm ADN Novagen. Rất vui vì được trở lại với các bạn trong bài chia sẻ hôm nay về một cái chủ đề rất là thời sự, đó là về chủ đề COVID-19 nhưng nằm trong mối liên quan với nhóm máu O. Và chắc hẳn là các bạn trong thời gian vừa rồi cũng đã nghe rất nhiều về những cái câu chuyện liên quan đến cái việc mà những người nhóm máu O bị ảnh hưởng ra sao đối với sự xâm nhiễm của virus corona COVID-19. Thì trong bài chia sẻ hôm nay tôi sẽ trình bày rõ hơn về cái mối liên quan giữa nhóm máu O và COVID-19. Trước hết chúng ta sẽ đi về cái đặc điểm của nhóm máu O. Nằm trong cái hệ phân loại nhóm máu ABO, cho nên nhóm máu O cũng đặc trưng bởi sự có mặt của các kháng nguyên kháng thể trên màng hồng cầu cũng như trong huyết tương. Và khác với các nhóm máu còn lại thì nhóm máu O có một cái đặc điểm tương đối là nổi bật, đó là nó có cả kháng thể A và kháng thể B trong huyết tương và không có kháng nguyên trên màng hồng cầu. Đấy, chúng ta lưu ý ở đây cái đặc điểm này nó ngược so với cái nhóm máu AB. Nhóm máu AB là không có kháng thể trong huyết tương nhưng lại có cả hai kháng thể kháng nguyên A và B trên màng hồng cầu. Thế còn ngược lại đối với nhóm máu O này thì nó lại có cả hai loại kháng thể A và B trong huyết tương và không có kháng nguyên trên màng hồng cầu. Thì đấy chính là cái đặc điểm đặc trưng của nhóm máu O. Về kiểu gen thì nhóm máu O được quy định bởi hai gen là IO và IO. Đấy, có kiểu hình O. Về mặt di truyền thì nếu như bố và mẹ có nhóm máu O và A thì sự kết hợp này sẽ cho ra đứa trẻ mang một trong hai loại nhóm máu là O hoặc là A. Nếu như một trong hai người là B kết hợp với nhóm máu O thì con sinh ra cũng sẽ có nằm trong nhóm máu sẽ là một trong hai loại O hoặc là B. Nếu như mà O kết hợp với AB thì con sinh ra sẽ mang nhóm máu A hoặc là AB. Và cuối cùng, về mặt di truyền, nếu như cả bố mẹ đều là O thì chỉ có một trường hợp xảy ra, đó là con sinh ra sẽ mang nhóm máu O. Về đặc điểm cho nhận của nhóm máu O, người có nhóm máu O thì sẽ cho được tất cả người nhận là có những nhóm máu còn lại thuộc hệ nhóm máu ABO. Có nghĩa là người có nhóm máu O có thể cho người nhóm máu O hoặc là A hoặc là B hoặc là AB. Do vậy, nhóm máu O có thể cho tất cả các nhóm máu. Và ở khía cạnh ngược lại, người có nhóm máu O chỉ có khả năng nhận máu của người nhóm máu O mà thôi. Do vậy, chúng ta có thể tóm tắt lại, nhóm máu O là có khả năng cho tất cả các nhóm máu còn lại A, B, AB và O. Và cái ông có nhóm máu O, ông chỉ duy nhất nhận máu từ ông mang nhóm máu O. Đấy, cái đặc điểm này là nó cũng hơi ngược lại so với cái người nhóm máu AB. Nhóm máu AB là chỉ cho được ông nhóm máu AB thôi và ông nhận được tất cả người nhóm máu còn lại. Thế còn đối với ông nhóm máu O này thì ông lại chỉ nhận được từ người có nhóm máu O và ông ấy cho tất cả những cái người thuộc cái nhóm máu bốn nhóm máu còn lại khác. Và trong thực tế thì tỷ lệ người có nhóm O cũng chiếm tương đối lớn, khoảng 42% đối với dân số Việt Nam. Và do vậy nhóm máu O không được coi là nhóm máu hiếm và nó được coi là nhóm máu chuyên cho. Đấy, do vậy mà chúng ta lưu ý là cái tỷ lệ người nhóm máu O là tương đối phổ biến. Và ở phần tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ một chút về các thông tin sự liên quan giữa nhóm máu ABO, hệ nhóm máu ABO và ở đây cụ thể là nhóm máu O đối với cái COVID-19. Thì như chúng ta đã biết là bệnh viêm phổi cấp gây ra do virus corona chủng mới 2019, viết tắt là COVID-19, đã lan truyền nhanh trên toàn thế giới và được WHO tuyên bố
Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố là đại dịch. Và ngày 27 tháng 3 năm 2020 thì các nhà khoa học ở Vũ Hán đã công bố trên tạp chí là Medscience một nghiên cứu ban đầu về sự liên quan của hệ nhóm máu ABO với những bệnh nhân bị nhiễm virus corona chủng mới 2019. Các nhà khoa học đã so sánh sự phân bố nhóm máu ABO ở 2.173 bệnh nhân mắc COVID-19 được xác nhận bằng xét nghiệm SARS-CoV-2 từ 3 bệnh viện ở Vũ Hán và Thâm Quyến ở Trung Quốc. Và những cái nhóm này sẽ được so với cái nhóm đối chứng là người bình thường ở khu vực. Và kết quả cho thấy nhóm máu người có nhóm máu A, bệnh nhân có nhóm máu A có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn so với nhóm máu không phải là nhóm máu A. Và một điểm lưu ý là nhóm máu O có nguy cơ nhiễm thấp hơn so với nhóm máu không phải là O. Đây là quan sát đầu tiên về mối liên quan giữa nhóm máu AB và COVID-19. Tuy nhiên, với cái số lượng mẫu ở đây là chỉ trên 2.100 bệnh nhân một chút, thì các nhà khoa học đều thống nhất là đây là một nghiên cứu sớm và nó còn những cái hạn chế. Và do vậy sẽ là quá sớm để sử dụng nghiên cứu này để hướng dẫn thực hành lâm sàng tại thời điểm này. Tuy nhiên, cộng đồng khoa học cũng đã khuyến khích là chúng ta nên có những cái điều nghiên cứu mở rộng thêm để đánh giá sâu hơn nữa mối quan hệ giữa nhóm máu AB, O và độ nhạy cảm với virus COVID-19 chủng mới. Thế như vậy là ở đây chúng ta có thể thấy rằng là cái những cái thông tin như thời gian vừa qua là nhóm máu O có khả năng ít bị nhiễm COVID-19 hơn so với những cái người nhóm máu khác, thì đây nó cũng chưa hẳn là một thông tin chính xác tuyệt đối, mà nó chỉ là một cái kết quả nghiên cứu gợi mở của một nhóm nhà khoa học Trung Quốc trên một nhóm rất là nhỏ các bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Và cụ thể đây là người ta chỉ nghiên cứu trên khoảng 2.100 bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Thế do vậy mà để có thể đưa ra những cái bằng chứng và lập luận chắc chắn hơn về cái việc mà người có nhóm O có cái độ nhạy cảm thấp so với COVID-19, so với cái thấp hơn so với các cái nhóm máu còn lại trong hệ nhóm máu ABO, thì chúng ta sẽ cần phải chờ thời gian để các nhà khoa học trên thế giới có những cái bằng chứng cụ thể hơn ở trên một cái đối tượng mẫu nhiều hơn. Và do vậy mà hiện nay chúng ta chỉ coi đây là một cái thông tin tham khảo đối với sự liên quan giữa nhóm máu ABO và virus COVID-19. Thì đến đây tôi xin phép kết thúc cái bài chia sẻ hôm nay về cái chủ đề là nhóm máu O và COVID-19. Nếu như các bạn có những cái câu hỏi hoặc là vấn đề cần trao đổi liên quan đến di truyền, đến nhóm máu ABO hoặc là những cái vấn đề liên quan đến xét nghiệm ADN, thì các bạn có thể liên hệ với tôi theo số hotline như trên màn hình là 0987 666 081, hoặc truy cập website novagen.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài chia sẻ tiếp theo.